phải không đi nhanh nó mua mất tiếp 48 triệu thế nào tí và kia em anh vào quán đến tối và kiểu gì chả bán được 50 triệu đúng không? Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, khi thông báo hàng được cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thông báo sản phẩm được khách hàng chốt đơn, cửa hàng có thông báo qua là một chiếc âm ly Sansui 9090DB vừa về, thì bác khách hàng cũng đã rất là nhanh chân đã về trực tiếp cửa hàng để lựa chọn và sở hữu sản phẩm. Khi cửa hàng thông báo chiếc vai bò 5 gông đồng bạch được bác khách hàng có địa chỉ tại đường Bạch Đằng, Hà Nội đã chốt đơn, thì ngay tại thời điểm này anh Thành có địa chỉ tại An Bình, Cầu Bình, cách cửa hàng âm thanh Đức Hạnh không xa, nên các anh cũng đã từng mua những sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp rồi. Và đây là một chiếc âm ly Sansui 9090DB vừa về với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì cũng đã được khách hàng quan tâm rất là sớm. Bác cũng bảo là đi sớm không sợ người khác chốt mất, nên sản phẩm thì cũng đã được quyền sở hữu của bác khách hàng có địa chỉ tại Cầu Bình, An Bình rồi. Vâng, vậy những vị khách hàng yêu thích kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh quan tâm đến những sản phẩm về trong các ngày và những sản phẩm đang có mặt tại đây, thì các bác có nhu cầu đặt hàng bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp, hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, quý khách hàng thì biết bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh vẫn còn những chiếc âm ly Sansui 9090DB. Và chiếc đó thì tại thời điểm như bây giờ nó còn thùng xốp, giá trị thì nó rất là cao. Và những vị khách hàng có nhu cầu đặt hàng như những chiếc đài, những chiếc quạt, những chiếc đồng hồ cao cấp, bên cửa hàng vẫn sẵn hàng và đầy đủ, và những chiếc đầu băng cối cũng vậy. Vâng, vậy cửa hàng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh Thành đã chốt sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp trong ngày hôm nay, ngày 24 tháng 6 năm 2022. Vậy những sản phẩm vừa về thì chưa kịp lên sóng, chỉ còn 2 chiếc đài thôi ạ. Chỉ còn 2 chiếc đài, một chiếc đài A5 và một chiếc đài QT88 cực đẹp. Và 2 sản phẩm vừa về thì khách hàng cũng đã chốt rồi. Vâng, vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo ạ.